Xin chào mọi người, trước mặt mọi người là một cái nhà được vẽ bằng SketchUp 2021. Bây giờ mình sẽ import nó qua Revit. Trước khi làm thì chúng ta sẽ thử kiểm tra cái kích thước này. Đây là được 100. Rồi, cái cạnh này là bao nhiêu ấy? 300. Rồi, bên này bao nhiêu? 300. Bây giờ là chúng ta sẽ import cái công trình SketchUp này vào Revit để xem nó có bị lỗi gì. Mình sẽ mở sẵn bản vẽ Revit 2023. Rồi mình sẽ vào cái mục là Insert nè, Insert và chọn là liên kết. Mình sẽ liên cái file này vào ở đây. Những cái bản mà SketchUp trước đây á, những cái bản Revit trước đây là chúng ta phải lưu cái file SketchUp về Revit 8 thì nó mới có thể đưa vào được. Nhưng mà những cái bản Revit mới á, thì bây giờ mình có thể đưa trực tiếp cái file SketchUp vào mà không cần phải lưu về SketchUp cũ. Mình chỉ cần mình chọn cái đơn vị phù hợp thôi. Ở đây thì mình sẽ chọn là Fit và mình sẽ chọn Open, cái Positioning là Center Center. Nó sẽ lấy cái tâm của cái file SketchUp và cái tâm của file Revit này và nó để vào. Để chúng ta coi á, là cái nhà đưa vào nó đúng tỷ lệ hay không. Rồi, cái nhà đã được đưa vào rồi. Mình nhìn bằng mắt thì mình cũng biết là nó đúng tỷ lệ rồi, nhưng mình có thể mình lên mình kiểm tra lại bằng cách là ví dụ nè, mình ở trên top mình chiếu xuống dùng nghịch mu cho lẹ. Từ đây qua đây 100 nè. Rồi. Mình có thể chiếu thẳng góc nè. Chỗ này mình thử mình dùng rồi 300 nè. Bên này thì chắc cũng 300 thôi. Như vậy là mọi kích thước là nó đúng hết rồi. Tuy nhiên, nó đã bị một cái lỗi nhỏ. Mọi người hãy xem ở đây nha. Cái cổng này và cái chỗ cái chi tiết trang trí mà trang trí chỗ ở đây ha, ở trên cổng nè. Và chính bản thân cái cổng nó bị sai tỷ lệ. Nguyên nhân do đâu? Thì mình sẽ quay trở về file SketchUp. Bên này thì rất là đẹp, nhưng mà tại sao mà khi import vào thì nó bị lỗi? Đó là do đó cái người vẽ họ có scale. Ở đây mình thử kiểm tra nha, reset scale. Đó. Nó bị lỗi là do cái phần này nè, mình còn Ctrl Z lại. Ở đây. Đó. Và để tránh cái trường hợp này, đặc biệt là những bạn mà sử dụng cái vấn đề đưa cái SketchUp vào thư viện Revit các bạn bị á, thì các bạn sẽ làm như thế này đây. Một cách đơn giản thôi, một thủ thuật đơn giản thôi. Bây giờ mình sẽ chọn hai cái cổng ha, hoặc chọn riêng từng cái cũng được. Ở đây mình chọn hai cái cùng lúc cho lẹ. Mình chọn Explore là nó sẽ bung cái group này ra. Nó sẽ hủy cái group bên SketchUp. Đợi một tí để máy nó xử lý. Đây. Đối với những cái cổng sắt này nè thì thường là nó nặng hơn bình thường cho nên mình phải đợi nó một chút. Rồi xong rồi sau đó mình đừng có bấm thoát lệnh liền, mình bấm chuột phải vào mà mình chọn là Mesh Group trở lại ha, Mesh Group trở lại. Thật ra cái này mình làm ẩu thôi chứ nếu mà các bạn làm kỹ thì mỗi một cái cánh cửa một bên đó thì mình nên là một cái group riêng ha. Bên này cũng vậy. Rồi, Explore nè. Xong rồi vào đây. Chọn Mesh Group trở lại. Đó. Thì cái quá trình mà cái lệnh scale hồi nãy nó không có còn nữa. Bây giờ mình sẽ thử nha, mình so sánh nè, bằng cách là mình sẽ lưu cái này sang một cái tên mới. Ví dụ hồi nãy là công trình máy Thái V1, bây giờ mình sẽ đổi thành là V2 chẳng hạn. Cắt ra việc bản mới thì nó tiện, không có cần phải lưu về SketchUp 8 cho nó đỡ hơn ha. Rồi bây giờ thì mình sẽ link trở lại nè. Link thay vì link V1 thì mình link V2 vào. Đơn vị ha. Rồi, layer đồ các thứ ok. Đưa vào. Rồi mình sẽ để hai cái hai bên cho mọi người so sánh nè. Rồi, ok. Rồi mình sẽ di chuyển ra. Di chuyển ra. Đấy. Rồi, rõ ràng là nó không có còn bị lỗi nữa, rất là đẹp và cái kích thước tỷ lệ nhìn bằng mắt hai bên đó, cái nhà nó cao nó bằng nhau, nó dài bằng nhau là đúng rồi chứ không có cần phải đo lại ha. Nếu muốn đo lại thì các bạn có thể thử lại. Đó, hoàn toàn là nó đúng hết rồi. Thì với cái cách này nè, các bạn có thể sử dụng cái thư viện rất là phong phú của SketchUp. Đó là thư viện hàng rào nè, cổng nè, rồi phù điêu vân vân các thứ đưa vào Revit để mà nó giảm cái thời gian mà vẽ những cái thư viện này bên Revit của mọi người ha. Nó rất là dễ, mọi người có thể đưa cái này thành những cái family cũng được, rồi cứ lấy rồi cứ dùng hoài luôn. Mình thì mình thích như vậy hơn là cái kiểu mà dựng Revit, tại vì Revit nó không có cho scale.
Cảm ơn mọi người đã theo dõi video ha. Đây là một cái thủ thuật nhỏ để mà tránh cái lỗi tỷ lệ scale thôi. Xin chào ạ.